thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Tôi tin trong cuộc sống này thì ai cũng có những thời điểm khó khăn của riêng mình. Và tôi cũng vậy. Tôi từng giữ vị trí rất cao ở một cái công ty FMCG hàng đầu Việt Nam. Tôi cũng từng gặp rất nhiều những vấn đề khó khăn liên quan đến sức khỏe của mình. Thí dụ như tôi chỉ chạy bộ được khoảng độ 1 cây số, hoặc là mình chạy bộ một thời gian ngắn mình đã cảm thấy rất là mệt. Có thời điểm thì tôi đã bị nặng tới 82kg vào thời điểm năm 2012. Trước đó, một số kg mà tôi nghĩ rằng là quá so với chỉ số BMI của mình. Tôi đọc sách cũng không tập trung, cứ cầm cái quyển sách lên, và thời điểm đó thì đọc một lúc mình cảm thấy rất là buồn ngủ, rất là mệt. Và tôi chợt nghĩ rằng là tại sao ở vị trí của mình ấy thì mình chả quan trọng chuyện đó, cứ kiếm tiền được là được. Sao phải đọc sách, sao phải tập thể dục, sao phải quá quan tâm những người khác làm gì. Chính bởi vậy thì tôi ngưng tập luyện, tôi ngưng đọc sách và tôi lao vào các mối quan hệ. Tôi phát triển các mối quan hệ bằng việc mình đi nhậu rất là nhiều. Mình gặp người này người nọ với mong muốn là mình kết thêm được những cái mối quan hệ giao hảo để mình kiếm thêm được tiền. Và rồi mọi thứ nó lại cứ theo cái vòng xoáy đi xuống như thế, ngày càng mệt mỏi, ngày càng cảm thấy không có chút sức lực và thiếu đi sự tập trung. Và sự nghiệp thì thực ra cũng chả thăng tiến được nhiều. Cho đến một ngày tôi chợt bừng tỉnh và nhìn vào gương, tôi thấy bản thân mình thật là kinh khủng. Trước gương là một kẻ béo mập, phì nộn và không có sức sống. Tôi chợt nhớ tới lời dạy của thầy tôi mà tôi đã học được từ năm 2006. Đó là Anthony Robbins. Là tôi phải chăm sóc cho bản thân mình, chăm sóc cái physical body, tức là thể chất, và cả cái sức mạnh về tinh thần. Đó là lúc mà tôi nhìn thẳng vào gương và nói rằng tôi muốn gặp phiên bản tốt nhất của đời mình. Tôi muốn gặp một người đẹp nhất của đời mình. Tôi muốn gặp một người hoàn hảo, không những về tri thức, về tiền bạc, sự giàu có, mà còn là cả sức khỏe. Và tôi đã thay đổi. Tôi không muốn các con tôi sau này nhìn thấy tôi và nói rằng tôi là một người cha vô dụng, một người nhiều tiền nhưng không có sức khỏe, một người có tiền nhưng không quan tâm đến con cái, đến gia đình, cũng như không có thời gian dành cho chúng. Tôi muốn là một người vừa có sức khỏe, vừa có trí tuệ minh mẫn, và đồng thời có những mối quan hệ chất lượng với gia đình tôi, với bạn bè tôi. Và đó là lúc tôi thay đổi. Và sự thay đổi nó đến từ một cái sự quyết tâm. Khi mà mình muốn thay đổi thì mình sẽ thay đổi. Và tôi nghĩ rằng sự thay đổi sẽ không khó. Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày. Mỗi một ngày tôi cảm thấy rằng là mình tốt hơn. Và khi tôi tập thể dục, khi tôi chạy bộ, khi tôi tập gym, trong vòng 6 năm rời, từ năm 2012 cho đến năm 2018, tôi đã giảm được 6kg. Và sau khi thành lập cái cộng đồng 6x66 ngày này, tôi đã giảm được từ 76kg xuống còn 70kg như ngày hôm nay. Và tôi thấy sự thay đổi đó là một sự tích cực. Và tôi tin rằng bạn cũng sẽ làm được. Bởi vì tất cả chúng ta trong cuộc đời này, ai cũng có một mùa màng của riêng mình. Và ai cũng có những lúc khó khăn. Quan trọng đó là lúc bạn nhìn thẳng vào sự thật, đối mặt với nó và nói rằng mình cần thay đổi, mình cần một sự đột phá và tốt hơn 1% mỗi ngày. Và tôi sẽ tốt hơn 1% mỗi ngày.
câu chuyện của tôi. Tôi tin rằng bạn cũng có câu chuyện riêng của mình. Và hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với tôi, bạn nhé. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.